Giờ là vô cái quán Thái cuisine sushi Cilantro. luôn. Cilantro rất là đắt. Khỏi đi. Thằng này bị đau Ơi, rìa chị rồi. giá chỉ có 110 đồng. Một, Mãi giờ mọi người. hai. Na ơi, Na ơi, Na ơi, Na Na Na. Na ơi, Na ơi. Một. Titanic. Cả đám đi làm nail. This is yum. Đẹp. Na 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 na. Đây là đồ. Đức nó lại rung rinh. Yeah. Brandon go away. Yes. Or the seafood tower. Part of my reach. Phải không? Nó nói đi lại coi, nói đi lại coi. Chuẩn bị vô tiệc. Này là appetizer thôi đó. Chiến chiến. Chiến thôi. Quá dữ luôn, quá dữ luôn. Em bên luôn. Là món chính nửa con gà. Mai là pasta. Yo. Happy birthday. Yeah. Mình là khách sau là đây. Fish. Ai còn đấy hết nha. Dạ, giờ ngày mai cứ đi ra ai còn đấy hết á. Trời ơi, ai cũng tươi rói khi có đồ ăn ra. Lấy lại sự sống rồi. Chia. À mà nhìn nữa con gà. Chắc là một. Phê phê. Ngon. Bún đi em. Nó ướt ngon rồi. Em bún hoa nhớ rồi. Tới đó cho chồng con. Tới đó cho chồng con. Chia. Thank you 5.000 khán giả ngồi sau nha. Thôi được rồi. Happy birthday love. Thank you. Bún bò Huế. Wow, quán tuyệt vời luôn. Wynwood Wharf. Bắt đầu
ấp. Nó thấy nó phải chiếu lại em ơi em. Nó bị gì à? Cũng qua Florida thăm tiệm anh Tài và anh Lộc. Luôn đó. Mấy tháng trước đi qua đi thăm, giờ qua thăm lại. Quá dữ luôn. Thank you, thank you. Thân giờ đâu ăn mấy món này nữa. Sâu khay thôi. Kệ anh, chơi hết chứ. So sad.